Văn hóa Việt Nam thời Lý Trần đã ghi dấu mốc bằng những công trình kiến trúc lịch sử, bởi sự gắn kết đặc biệt giữa hai triều đại với sự hưng thịnh của Phật giáo. Chùa Phổ Minh là một trong những dấu ấn đặc biệt được xây dựng dưới triều Lý và tới thời Trần thì tu sửa, điểm tô thêm để trở thành một trong những đại danh lam được vẽ trong tập bản đồ Hồng Đức năm 1470. Trải qua hơn 7 thế kỷ, ngôi chùa vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, sự bề thế vững chắc của tòa tháp như khẳng định sự trường tồn của lịch sử của hai triều đại Lý Trần. Năm 2012, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Trần và chùa Phổ Minh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Theo biên niên sử, chùa được xây dựng vào năm 1262 ở phía tây cung Trùng Quang của các vua nhà Trần. Nhưng theo các minh văn trên bia, trên chuông thì ngôi chùa này đã có từ thời nhà Lý. Có thể chùa đã được xây dựng lại với quy mô rộng lớn từ năm 1262. Tuy đã nhiều lần tu bổ nhưng chùa vẫn còn giữ được nhiều dấu tích nghệ thuật thời Trần. Chùa Phổ Minh tọa lạc trên một địa thế đất đẹp, được dựng trên một khoảng đất khá rộng, chừng 2 hectare. Toàn bộ vùng đất phía nam là hồ ao, phía đông có sông Vĩnh nối sông Vị Hoàng, ôm trọn ba mặt đông, bắc và tây điện Trùng Quang, Trùng Hoa. Bia chùa Phổ Minh được soạn và khắc vào niên hiệu Cảnh Trị thời Lê năm thứ 6, 1668, có ghi: nơi nào nước đẹp núi cao đều có đền thần chùa Phật. Nhưng rất đẹp thay, chùa Phổ Minh hình thế tuyệt hay, kiểu cách thoáng đãng. Nhớ lại công tàu cuồn cuộn, trăm cá vàng quấn quýt, ngoảnh coi truyền thống, xa xa ngàn con thú nhấp nhô, lưng đeo đai bạc, mấy phòng đất xô nổi trội, mặt nước rêu xanh, man mác, nước đẹp sinh dòng, là sách rồng, ba chín nổi, danh cao, là cõi Việt, 14 nêu thắng cảnh. Nhà Lý xây dựng, họ Trần điểm tô, nhớ xưa đền đài nguy nga, chấn giữ đỉnh vàng ngàn quân. Theo văn bia trên có thể thấy, người xưa đã đánh giá chùa Phổ Minh được xây dựng với dòng sông chảy quanh, có chim, có thú, ngày ngày trông theo. Thế của chùa cũng như cái thế đất chọn chùa ngày xưa của các bậc tiền bối ấy, là chọn cái thế gọi là long xà quy bái. Thì thế đất của chùa Tháp Phổ Minh là một thế của một cái con rùa. Và cái tam quan và cái tháp thì là cái đầu rùa. Và toàn bộ khu thờ cúng nội công ngoại quốc là một cái mình rùa. Và phía sau thì nó có một cái cồn cao lên và một cái vườn, thì đó là tạo thế nên một cái con rùa. Con rùa thì nó cân đối phải nói đến bốn cái giếng phía trước, hai cái giếng tượng trưng hai chân con rùa thì nó gần nhau lắm. Nhưng mà ra cái phía sau của chùa, cái phía cuối thì hai cái chân nó lại rộng ra. Đấy. Thế thì tạo ra một cái thế chùa nó rất cân nhưng mà lại đăng đối. Trải qua hơn 700 năm, ngôi chùa vẫn giữ nguyên bình đồ kiến trúc nội công ngoại quốc, một lối phong cách kiến trúc truyền thống ở hầu hết các đền chùa đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Dù đã trải qua nhiều lần tu sửa lớn, nhưng chùa Phổ Minh vẫn giữ được nét đẹp cổ kính. Chùa Phổ Minh gồm các hạng mục như tam quan, ao sen, nhà bia, tháp sân trước, chùa chính, hành lang, hậu điện, phủ mẫu, nhà tổ, tăng phòng, khu tháp mộ. Cổng tam quan chùa có ba lối vào, tường xây gạch, mái lợp ngói cổ, được thiết kế kiểu hai tầng bốn mái. Trên cổ đẳng, mặt ngoài tam quan
treo bức đại tự có bốn chữ Hán Đại Hùng Bằng Điện, có nghĩa là điện máu Đại Hùng. Tam quan được cấu trúc kiểu nhà chưa, và trên đó có bốn chữ là Đại Hùng Bảo Điện. Cái từ điện với danh từ Phật giáo đấy là chỉ cái không gian kiến trúc mở đó thờ Phật và Bồ Tát. Thế thì Bảo Điện đó là ngôi chùa báu của Đại Hùng. Đại Hùng ấy là đại danh hiệu của Phật, Đức Phật Thích Ca. Cái từ Đại Hùng ở ta thì nó xuất hiện ở trên bia Đời Lý Trùng Thiện Diên Linh Tháp Bi, gọi là Đại Hùng Quốc, tức là nước Phật. Thế từ Đại Hùng mà hiểu rộng ra đấy, đó là điện Phật, là chùa Phật. Chúng ta đi vào nữa thì chúng ta có thấy Phổ Minh Tự. Phổ Minh Tự là nói tắt của bốn chữ trong nhà Phật là Phổ Quang Minh Điện. Quang là ánh sáng phát ra của Đức Phật. Minh là ánh sáng trí tuệ, bởi vì là các phái thiên hướng đến. Cơn sốt mua về đã có Hypercon 250 cho trẻ em, chứa paracetamol giúp hạ sốt nhanh, không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người thiếu hụt chia sóng PD, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các cái chân lý và tư duy, cho nên là minh thì quang minh kết hợp lại là năng lực trí tuệ và ánh sáng trí tuệ của nhà Phật. Phổ là truyền bá rộng cho trượng phu, cho chư tăng và cho toàn thể nhân dân, là Phổ Hoằng đấy, quảng hoằng tất cả. Thì cái danh từ đó đầy cái tính chất Phật giáo, mà thời Phật giáo khá là nguyên khởi trong lịch sử Việt Nam, Phật giáo của Lý, của Trần thì phổ biến cái tên đó. Tam quan dài 8,42m, rộng 8,98m, ba gian, gian giữa rộng 3,72m, hai gian bên rộng 2,38m. Dưới thềm đá ba cấp, ở lối vào có đôi sóc đá thời nhà Trần, được tạc theo đá tảng nguyên khối, đang ở tư thế lao chạy từ trên xuống dưới. Và toàn bộ bậc thềm được bó thành đá xanh khối hình chữ nhật. Khi nhìn vào thì những nhà nghiên cứu có thể đọc ngay đó là Lân. Trong Tứ Linh là Long Lân Quy Phượng, Lân còn gọi là Lân hoặc là Nghê. Nghê bởi vì là có cái đầu miệng giống như sư tử ấy, người ta gọi Nghê. Nhưng mà cách gọi Sóc là cách gọi rất dân gian. Cách gọi này vừa trực quan lại vừa tinh tế, và nhân dân cứ gọi như vậy. Bởi vì con Nghê ở đó rất đặc biệt và rất tiêu biểu cho cả con Nghê Lý Trần, bởi cái đuôi của nó. Nhìn thấy cái đuôi mà lớn, xòe rộng và chảy lên như là cái một như mái thóc đấy, thì nó giống đuôi sóc và dân gọi là sóc. Nhưng cái đuôi này cũng rất đặc biệt và mang đầy bản sắc, bởi vì so với những loài lân, loài nghê, đấy, loài ly của phương Bắc ấy, thì thường nó là có thể là đuôi ngựa, có thể là đuôi trâu, có thể là đuôi rẻ quạt, có thể là đuôi kiểu lửa, ngọn lửa. Nhưng mà một cái đuôi to và xù kéo dài cả cái lan can như vậy đấy, thì có lẽ đó là đặc sắc của nghê Việt Nam. Sân chùa hình chữ nhật dài 27m, rộng 9m. Trên sân chùa còn có các thành phần kiến trúc như tháp, chân tảng đá cánh sen, cột kinh, cây hương đá. Hai cột kinh hình bát giác, chiều cao là 3,95m, mỗi cạnh rộng 0,25m. Thân cột chạm kinh Phật, phần đỉnh chạm hoa văn cánh sen và búp sen.
Xung quanh các cột kinh và cây hương đá còn có 14 chân tảng đá cánh sen xếp ngay ngắn theo hình chữ nhật, kích thước dài 3,9m, rộng 2,9m. Chính giữa các chân tảng là hoa văn cánh sen kép mang đặc trưng phong cách nghệ thuật thời Trần, thế kỷ thứ 13-14. Khi đến với chùa Phổ Minh vào mùa lễ hội, du khách sẽ bắt gặp đôi câu đối: Vạc Lý mở đầu một bốn tiếng truyền xưa bảo khí, tháp Trần nối tiếp dăm ba dấu vết khởi thiền lâm. Nội dung trong câu đối ý muốn nhắc đến chiếc vạc của thời kỳ nhà Lý trước đây. Hiện nay thì vạc Phổ Minh không còn nữa, nhưng vẫn còn lưu giữ những chân tảng đá hoa sen là chân đá dùng để kê vạc Phổ Minh trước đây. Vạc Phổ Minh đã được sử sách ghi chép lại là một trong An Nam tứ đại khí, đó là tháp Báo Thiên, Trung Quy Điền, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm và vạc Phổ Minh. Theo ghi chép lại thì vạc Phổ Minh rộng đến mức mà nặng hàng nghìn cân, thành vạc lớn đến mức trẻ em có thể chạy chơi ở trên đó. Tuy vạc Phổ Minh ngày nay không còn, nhưng dấu tích của vạc vẫn lưu lại, đó chính là những chân tảng đá hoa sen có niên đại từ thời kỳ nhà Lý để lại đến nay. Cụm kiến trúc chính của chùa bao gồm 9 gian tiền đường, 3 gian thiêu hương. Tòa thượng điện cũng 3 gian nhưng rộng hơn, xếp theo hình chữ công. Tiền đường gồm 9 gian, dài 24,93m, rộng 8,22m. Bộ cửa gian giữa nhà tiền đường gồm 4 cánh bằng gỗ lim, to, dày, chạm rồng, sóng nước, hoa lá và văn hoa hình học. Hai cánh cửa ở giữa chạm đôi rồng lớn trồng mặt trời trong khuôn hình lá đề, biểu tượng của Phật giáo. Các con rồng trang trí trên cánh cửa chùa Phổ Minh đều có đặc điểm đầu ngẩng cao, thân uốn khúc, đuôi trụm về phía đỉnh lá đề. Thân rồng hình tròn, thon, không có vảy, mào lửa dài. Đây được coi là một tác phẩm điêu khắc khá hoàn mỹ. Cũng như đôi sóc đá trên thành bậc tam quan và đôi rồng trên thành bậc giam giữa tiền đường, bộ cánh cửa này còn giữ được những dấu ấn của nghệ thuật chạm khắc thời Trần. Đó là tác phẩm điêu khắc khiến chúng ta kinh ngạc. Khi chúng ta xem ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chúng ta xem ở Bảo tàng Nam Định và chúng ta xem trên thực địa đấy, thì cái ấn tượng đầu tiên ấy là sự khâm phục và kinh ngạc. Có lẽ hào khí Đông A nó tạo nên cái sự phóng khoáng đó. Nó vẫn theo luật đăng đối, nhưng mà không đăng đối hoàn toàn cân xứng. Nếu chúng ta để cả dãy bốn tấm cửa thì chúng ta mới thấy được cái sự phá cách của cái đăng đối đó. Hai tấm giữa đấy là rồng và được bo bởi lá đề, thì đó là tư duy Phật giáo rất rõ. Và ngay rồng cũng là thuộc bộ Long Chủng. Hai con ngẩng lên và nhìn vào thì người ta gọi là lưỡng long triều Nhật. Nhưng sau này tư duy Nho giáo đấy, rồng là tượng trưng cho đế vương, cho nên là dần dần là nó thành là lưỡng long triều Nhật. Nhưng mà thực ra trong một công trình Phật giáo như vậy thì nó chính là song long hiến châu, dâng châu cho Đức Phật. Thì đằng trên ấy lại có hai con rồng nữa, với vân mây, với tất cả các thứ điêu khắc nó sâu lắm. Tất cả cái đó đấy tạo nên cả một thế giới long chủng đã ủng hộ Phật pháp, bảo vệ Phật pháp ở đó. Vừa là quy chuẩn của đăng đối nhưng không tiếc phá bỏ cái quy chuẩn đó. Ở các cái diềm phía dưới đấy vẫn là sóng rải này, vẫn là sóng lưng này, và đặc biệt đấy là ở dưới chúng ta thấy cả cột lan can vuông vắn sắc cạnh. Chúng ta thấy rằng là nếu so sánh giữa điêu khắc Phật giáo đời Lý sang đời Trần, triều đại đổi thay nhưng mà cái văn hóa, cái nghệ thuật nó vẫn tiếp tục, thì chúng ta thấy ở đó ảnh hưởng của điêu khắc đá, điêu khắc trên gốm đời Lý rất là nhiều.
và chúng ta thấy đó là một sự tiếp tục. Đó. Chúng ta trên một cái không gian vuông có nhiều sự lựa chọn, thì tại sao những nghệ nhân cũng những nghệ sĩ đó họ đã có một phương án chọn khiến chúng ta lạ lùng và ngưỡng mộ, và không chúng ta mà khách thế giới mà họ không thể tin được là vào thời kỳ đó đã có một tư duy phóng khoáng đến mức như vậy. Thiêu hương xây quay dọc giao với mái tiền đường tạo thành mặt bằng kiến trúc kiểu chữ đinh, dài 9m, rộng 8,23m, gồm 3 gian, bộ khung bằng gỗ lim kiểu 4 hàng chân cột. Mỗi bộ vì kèo được dựng trên đầu 2 cột cái cao 4,3m và 2 cột quân cao 3,9m. Chân tảng bằng đá chạm hoa văn hình cánh sen. Thượng điện gồm 3 gian, dài 12,8m, rộng 8,5m. Bộ khung gỗ lim kiểu 3 hàng chân cột, gồm 2 cột cái và 1 cột quân. Tất cả các cột được gia công theo kiểu thượng thu hạ thách, có nghĩa là ở trên thu nhỏ và ở dưới phình to hơn. Sau thượng điện, cách một sân hẹp là ngôi nhà dài 11 gian. Ở giữa là 5 gian nhà tổ, bên trái là 3 gian nhà tăng và bên phải là 3 gian điện thờ. Hai dãy hành lang nối tiền đường ở phía trước với ngôi nhà 11 gian ở phía sau làm thành một khung vuông bao quanh kiến trúc chùa. Bởi vì là Phật giáo thời nhà Trần thì là Phật giáo nhà chùa cứ hay sử dụng cái từ là Phật giáo đánh giặc. Cho nên là khi mà kinh tế của đất nước lúc bây giờ ấy thì dồn vào để đánh giặc đã. Cho nên là tất cả những quá trình xây dựng không phải chùa Phổ Minh mà nhiều chùa là xây dựng rất là đơn giản. Lấy cái sự bền vững là quan trọng, và lấy cái sự giáo hóa chúng sinh làm quan trọng, lấy cái sự làm gương tiêu biểu cho đời sau làm quan trọng. Cho nên là từ tam quan vào không có mấy cong, không cao, không đẹp, không to, không bề thế. Nhưng mà trong đấy nó ẩn chứa rất nhiều các cái thông điệp. Đặc biệt là cái thông điệp là cái gì cũng có ngưỡng của nó. Bản thân đạo Phật là đạo tứ bi và trí tuệ, nhưng trong đó cái sự thiền của nhà Phật ấy thì tối giản tức là thiền. Bởi vậy cho nên là cảm thấy cái ngôi chùa tháp Phổ Minh thì tất cả mọi cái kiến trúc cũng như về hình thức thờ cúng, cũng như là về quá trình tu tập, cũng như là cái Phật giáo xuyên suốt thời nhà Trần cho đến bây giờ thì chú trọng cái phần tối giản. Cũng là một ngôi chùa giống như bao ngôi chùa thờ Phật khác ở Đại Việt ta. Bước vào thế giới của chùa là bước vào thế giới của Phật Pháp. Hai bên tòa bái đường là hai bức tượng hộ Pháp lớn được làm từ chất liệu đất với kích thước rất lớn. Bên trái là tượng Đức Ông, tượng Bồ Đề Đạt Ma, bên phải là tượng Thần Thổ Địa và Thánh Tăng. Các pho tượng có niên đại từ thời Hậu Lê, thời Mạc và thời Nguyễn, được tạc bằng gỗ mít và sơn son thép vàng. Mỗi pho tượng đều có những ý nghĩa khác nhau trong hành trình Phật Pháp. Chùa Phổ Minh thờ Phật giống như các ngôi chùa khác, nhưng hơn hết, nơi đây là nơi thờ phụng và có mối liên hệ mật thiết tới Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người đã sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm, đưa chùa Phổ Minh trở thành một trung tâm tôn giáo lớn của quốc gia Đại Việt. Bởi vậy, trong chùa đang thờ ba vị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm do Vua Trần Nhân Tông sáng lập ra dưới triều Trần. Trong đó chính giữa là tượng Vua Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, tư thế nằm nghiêng. Cả bức tượng được đặt trong một khám thờ. Hai bên tượng Phật Hoàng là đệ nhị tổ Pháp Loa và đệ tam tổ Huyền Quang. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam có công lớn trong việc sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm, được suy tôn là vị tổ đầu tiên dòng thiền nước Đại Việt ta. Tượng được an trí vào thời Hậu Lê 1688, có kích thước là 1,72m, chất liệu bằng gỗ mít, được sơn son thép vàng. Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn được các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà mỹ thuật đánh giá là một tác phẩm có giá trị cao về mỹ thuật, lịch sử và tư tưởng. Tay phải khỏa chân là tay chủ lo việc đời.
lo cho quốc gia Đại Việt, tay trái lo việc đạo. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận 3 pho tượng Trúc Lâm Tam Tổ là bảo vật quốc gia, đặc biệt pho tượng của đệ nhất tổ Trần Nhân Tông là pho tượng được tạc bằng gỗ mít, được sơn son thép vàng. Với điểm khác biệt đó so với những pho tượng Phật nhập Niết Bàn khác thì là đầu Phật thường hướng về phía Tây, tức là phía Tây phương Cực Lạc, nhưng pho Phật Hoàng Trần Nhân Tông lại hướng về hướng Đông, tức là hướng về cung điện Trùng Quang, nơi các Thái Thượng Hoàng nhà Trần sau khi nhường ngôi cho vua con thì về ngự tại đây. Mắt ngài hướng ra cây tháp Phổ Minh, được coi là cây tháp mộ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước khi đi tu tại Yên Tử Quảng Ninh thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã thuyết pháp, giảng kinh cũng như ban bố tiền bạc cho dân chúng tại chùa Phổ Minh Nam Định. Ngài cùng với đệ nhị tổ Pháp Loa và đệ tam tổ Huyền Quang sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm. Một đạo thiền mà đến nay thì các cụ nhà ta vẫn thường nói rằng đi quy, nhưng không nhất thiết phải lên chùa, cắt tóc, tụng kinh mà tu theo lối Phật tại tâm, tu tại gia. Đấy là lối tu của thiền phái Trúc Lâm đấy ạ. Một trong những điểm đặc biệt tại chùa Phổ Minh là bài trí thờ tự tại hậu điện, được dùng như một đền thờ, nơi đặt các tượng chân dung của Tôn Thất nhà Trần và công chúa Mạc Ngọc Lâm, người đã có công tu sửa chùa Phổ Minh dưới thời nhà Mạc. Khi bà mất, nhân dân ghi nhớ công đức đã tạc tượng bà bằng đá trắng, ngồi khoanh chân trên tòa sen, mặc áo choàng, tựa lưng vào bức nền được trang trí vòng ánh sáng. Phần mộ của bà cũng được nhân dân đặt tại khuôn viên của chùa Phổ Minh. Chính giữa tòa hậu điện có treo cao bức đại tự sơn son thép vàng Đông A Ngọc Diệp Phảng, tức là nơi thờ lá ngọc cành vàng của dòng họ Đông A. Trong hậu điện có các an trí tượng Thiên Cảm Hoàng Hậu, tức là mẹ vua Trần Nhân Tông. Hai bên nhà hậu điện là nhà thờ tổ và phủ thờ mẫu. Tại chùa Phổ Minh thì hiện nay còn lưu giữ một pho tượng đá của công chúa Mạc Ngọc Lâm. Và hiện nay thì trên cây cột gỗ của gian thượng điện còn có lưu lại dòng chữ Hán với nội dung rằng công chúa Mạc Ngọc Lâm đã có công tiến cúng 36 cây gỗ lim tại chùa ngôi chùa này. Vì thế mà sau khi công chúa Mạc Ngọc Lâm viên tịch thì tháp mộ của bà đã được lưu tại vườn tháp của chùa Phổ Minh và đồng thời cũng được tạc pho tượng bằng đá, được coi là một bảo vật cũng rất là quý của ngôi chùa Phổ Minh và được thờ tại gian thờ mẫu của ngôi chùa. Điểm nhấn nổi bật từ xa của chùa đó chính là tháp Phổ Minh. Khó có thể tìm được một ngôi tháp nào có niên đại tới hơn 7 thế kỷ mà vẫn giữ được kết cấu bề thế và vẻ đẹp hoang sơ, dung dị như ngôi tháp này. Do đâu mà trải qua một khoảng thời gian dài dưới những thách thức của thiên nhiên và lịch sử, tháp Phổ Minh vẫn đứng vững như sự khẳng định về trường tồn của một vị vua, một dòng Phật Pháp của dân tộc. Câu chuyện về những hạng mục kiến trúc đậm nét văn hóa của ngôi cổ tự này sẽ đến trong tập tiếp theo, khám phá Phổ Minh cổ tự.